thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 25 tháng 5 năm Quý Mão. Minh Đăng cùng với đài truyền IBC TV chào đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết. Sáng ngày hôm nay thứ tư tại vùng Lido Sài Gòn, trời có nắng và mây đang xen vào ban ngày. Tối ngày hôm nay đôi lúc trời có mây. Thời tiết vẫn còn nóng với nhiệt độ tăng nhẹ lên đến 83 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 64 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Bình minh tại đây sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 50 phút, hoàng hôn vào lúc 8 giờ 04 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 52% tăng nhẹ lên đến 71% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió di chuyển từ hướng Tây Nam vào ban ngày với cường độ 10 dặm 1 giờ. Vào buổi tối ngày hôm nay, sức gió vào khoảng 7 dặm 1 giờ di chuyển từ hướng Nam Tây Nam và chỉ số UV Index đạt ở mức khá cao trên mức 10 trên 10. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày thứ năm tại vùng Lido Sài Gòn. Rạng sáng ngày mai trời có mây, trưa ngày mai trời có nắng rực rỡ và đêm ngày mai trời trong lành. Nhiệt độ vẫn còn cao ở mức vào khoảng 83 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 63 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Cường độ của gió trong ngày mai từ 8 tới 10 dặm 1 giờ di chuyển từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày và hướng Nam vào ban đêm. Bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 51 phút. Sau đây sẽ là thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem và kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lạc.